Thưa quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên thì có tới hàng chục nghìn du khách khắp ở Trung Quốc đã đổ về thành phố Hải Ninh để có thể xem sóng triều của sông Tiền Đường ở tỉnh Chiết Giang. Và từ tháng 7 cho tới tháng 10 âm lịch thì thủy triều của sông Tiền Đường thường xuyên là dâng cao và gây sóng lớn dữ dội. Người dân của Trung Quốc thì cũng thường tới đây để quan sát sóng trên sông Tiền Đường vào giai đoạn này. Và thời điểm quan sát tốt nhất đó là vào giữa tháng 8 âm lịch và thường là vào Tết Trung Thu. Theo CCTV, vào chiều ngày 24 tháng 9, hơn 10.000 du khách đã tập trung bên bờ sông gần đập Lao Giang Cang ở thị trấn Dân Doan, thành phố Hải Ninh để chiêm ngưỡng những con sóng cuồn cuộn chảy ngược dòng. Sóng triều ở sông Tiền Đường được tạo thành từ lực hấp dẫn của các thiên thể trong hệ mặt trời, đặc biệt là mặt trăng và lực ly tâm của trái đất. Lực ly tâm do chuyển động của trái đất kết hợp hình dạng như chiếc kèn của Vịnh Hàng Châu ở Chiết Giang khiến thủy triều lên dễ nhưng khó xuống. Sông Tiền Đường là dòng sông lớn nhất của tỉnh Chiết Giang Trung Quốc, dài 688 km, bắt nguồn từ tỉnh An Huy, chảy ra vịnh Hàng Châu. Thủy triều ở sông Tiền Đường còn được gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Triều, là một trong những cảnh quan thiên nhiên kỳ vị của thế giới và được người dân địa phương gọi là Rồng bạc.